quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Thay mặt cho đội văn nghệ Cuba, em xin gửi tới tất cả các quý vị khán giả cùng toàn thể bà con đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các lãnh đạo, kính thưa các quý vị khách quý, vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối của toàn cầu. Hiện nay chúng ta đang sống trong một môi trường ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Với thông điệp bảo vệ môi trường, chúng tôi mang đến đêm văn nghệ chào đón bằng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới mới kiểu mẫu ngày hôm nay. Bộ sưu tập thời trang làm từ phế liệu với tên gọi môi trường xanh sạch đẹp. Sau trình diễn thời trang của anh chị em Cuba xin phép được bắt đầu. Giờ chúng ta cùng chào đón cô gái hơ bông Vương Thị Mở. Vì sức khỏe của chúng ta, không khí sạch, lá phổi xanh.